Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam và thế giới càng nhìn rõ hơn bản chất ăn cướp, lật lọng của Trung Quốc. Những hành động ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời điểm cả thế giới đang tập trung chống dịch virus Vũ Hán đang khiến cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc căng thẳng đáng kể. Những động thái phi hòa bình cho thấy một sự thách thức từ phía Trung Quốc cũng như ý đồ sử dụng lực vũ lực độc chiếm Biển Đông ngày càng hiện rõ. Hôm 3 tháng 4, sau khi công bố thông tin Trung Quốc chào trả 8 ngư dân Việt Nam sau khi đâm chìm tàu cá của họ ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam trao công hàm phản đối yêu cầu phía Trung Cộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với các nhân viên công vụ và tàu hải cảnh gây ra sự việc trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng về các thiệt hại cho ngư dân phía Việt Nam. Hành động trên của tàu cá, của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của lãnh hải Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của người dân Việt Nam, đi ngược lại với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên Biển Đông của Việt Nam và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 4 đáp lại khi được hỏi về sự kiện trên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo cùng ngày mặt dày đổi trắng thay đen đưa ra một phiên bản thông tin hoàn toàn trái ngược. Phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh nói rằng tàu hải cảnh của Trung Quốc đã bắt gặp tàu cá của Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp trong khu vực quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa của Trung Quốc vào ngày 2 tháng 3 nên đã kêu gọi tàu này rời đi. Nhưng tàu cá Việt Nam không chịu rời đi và bất chấp quay ngoắt về phía tàu của Trung Quốc khiến cho tàu hải cảnh đâm vào tàu cá dù đã cố hết sức để né tránh. Người phát ngôn của Trung Quốc nói thêm rằng phía Trung Quốc sau đó đã lập tức cứu hộ 8 ngư dân Việt Nam và để cho họ trở về sau khi thực hiện các thủ tục điều tra và thu thập chứng cứ. Trước đó một tuần hôm 24 tháng 3, Trung Quốc công bố khánh thành hai trạm nghiên cứu mà báo chí quốc tế gọi là các cơ sở quân sự mới trên đảo Đá Chữ Thập và Đá Su Bi ở Trường Sa, cũng là nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền khiến cho Hà Nội phải lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền. Những sự việc liên tiếp trên xảy ra chỉ vài tháng sau một chuỗi đụng độ vào mùa hè năm ngoái khiến cho mối quan hệ Việt-Trung trở nên căng thẳng cực độ. Xuất phát từ việc tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính, quần đảo Trường Sa và ngang nhiên hoạt động tại đây trong nhiều tháng với lý do khảo sát địa chất. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu an ninh về chính trị khu vực của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS, có trụ sở ở Singapore, tình hình Biển Đông hiện nay rất khó khăn cho phía Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đang diễn ra đại dịch. Trung Quốc không chỉ công khai khánh thành trạm nghiên cứu hay đâm chìm tàu cá ngư dân mà còn gây ra một số chuyện nữa mà dần dần được nói ra. Trong bối cảnh toàn thế giới đang lao đao về dịch bệnh mà xuất phát từ Trung Quốc, nước này đang tính toán những bước phiêu lưu mới và đẩy mạnh đánh nhanh thắng nhanh. Những động thái quyết liệt của Trung Quốc gần đây cho thấy Bắc Kinh đang có mưu toan rất lớn, không chỉ ở Biển Đông mà cả ở trong khu vực, chẳng hạn như các vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng Việt Nam đã lường trước và chuẩn bị kỹ cho những tình huống xấu có thể xảy ra sắp tới. Dễ nhận thấy là phía Việt Nam gần như phản ứng công khai và ngay lập tức sau khi sự việc xảy ra cho thấy một sự quyết liệt mạnh mẽ trước sự ngang tàng, ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của phía Trung Cộng. Việt Nam sẽ ứng xử lại bằng hành động chứ không nói nhiều nữa đâu. Tiến sĩ Hào Hợp nói trong khi tiến sĩ Trần Công Trục cho rằng Việt Nam sẽ có những biện pháp đấu tranh mạnh mẽ kể cả trên phương diện pháp lý, truyền thông, chính trị lẫn trên thực tế. Lúc Trung Quốc đang căng mình chiến đấu với con virus corona, Việt Nam không ngần ngại hỗ trợ vật tư y tế, khẩu trang giúp Trung Quốc vượt qua khó khăn. Nay lợi dụng dịch bùng phát trên toàn thế giới, Việt Nam và các nước đều tập trung sức lực chống chọi thì Trung Quốc dở bộ mặt lưu manh hèn hạ ăn cháo đá bát, hết công khai cướp Biển Đông mà còn dũng vũ lực chèn ép bắt hại ngư dân Việt Nam. Liệu sau khi đại dịch đi qua, Trung Quốc tự biến mình thành kẻ thù chung của thế giới có được yên thân, tình hữu nghị của Việt Trung liệu có bền lâu? Những động thái quyết liệt gần đây của phía Trung Quốc trên Biển Đông trong thời điểm
mà cả thế giới đang tập trung chống lại đại dịch virus Vũ Hán là tác động xấu lên mối quan hệ chiến lược vốn còn rất ít niềm tin giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một chuyên gia nghiên cứu nhận định với phóng viên, đồng thời báo cáo rằng hành động không hòa bình có thể sẽ xảy ra trong một vài tuần tới nếu như Bắc Kinh tiếp tục gây hấn. Mới nhất hôm ngày 3 tháng 4, sau khi công bố thông tin về sự kiện Trung Quốc trao trả 8 ngư dân Việt Nam sau khi đâm chìm tàu cá của họ ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Cộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh đã gây ra sự việc trên và không thể để tái diễn những hành động tương tự. Đồng thời, bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Trước đó một ngày, truyền thông Việt Nam đưa tin tàu cá của ngư dân Trần Hồng Thọ ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu của Trung Quốc đâm chìm và bắt đi toàn bộ 8 ngư dân. Tàu Trung Quốc sau đó còn tiếp tục truy đuổi và lai dắt hai tàu cá đến cứu hộ và các ngư dân khác của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên thực tế Bắc Kinh đang kiểm soát từ năm 1974. Hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo đối với cư dân và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 4. Đáp lại được hỏi về sự kiện trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo cùng ngày đưa ra phiên bản thông tin hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà phía Việt Nam đã tuyên bố, cho thấy phía Trung Quốc đã coi thường luật pháp quốc tế cũng như Việt Nam như thế nào trong thời gian dịch bệnh đang hoành hành ở khắp mọi nơi trên thế giới như hiện nay, và tình trạng có thể trong thời gian ngắn tới đây Trung Quốc có thể sử dụng một số biện pháp mạnh để cưỡng chiếm thêm một số khu vực khác ở quần đảo Trường Sa. Và trong tình trạng như hiện nay thì không biết liệu có một cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra hay không. Đậm chất lưu manh, Trung Quốc ngang ngược nói tàu Việt Nam tự tâm đâm vào tàu hải cảnh của Trung Quốc rồi chìm. Thế nào là ném đá giấu tay, đổ trắng thay đen, ngậm máu phun người? Có lẽ phải hỏi Trung Quốc thì sẽ rõ. Trước thông tin ngày 2 tháng 4, tàu cá QNG90617TS và 8 ngư dân của Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3 tháng 4 lập tức yêu cầu phía Trung Quốc dừng các hành động gây hấn và phải có biện pháp cứng rắn xử lý tàu hải cảnh vi phạm luật pháp quốc tế. Đến chiều ngày 3 tháng 4, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một phóng viên hỏi có tin nói một tàu đánh cá của Việt Nam đã chìm sau khi va chạm với tàu hải cảnh của Trung Quốc tại vùng biển Tây Sa vào sáng sớm ngày 2 tháng 4. Bà có thể xác nhận điều này, Trung Quốc có bình luận gì? Bà Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã trả lời như sau. Vào sáng sớm ngày 2 tháng 4, tàu hải cảnh của Trung Quốc trong khi tuần tra định kỳ đã phát hiện một tàu đánh cá của Việt Nam xâm nhập đánh bắt cá ở quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, được quốc tế công nhận, đã lập tức gọi loa xua đuổi. Chiếc tàu đánh cá này không chịu rời đi và đột nhiên chuyển hướng về phía tàu hải cảnh của Trung Quốc, mặc dù tàu hải cảnh của Trung Quốc đã cố gắng hết sức để tránh nhưng vẫn bị tàu cá của Việt Nam đâm vào mũi tàu và chiếc tàu cá đã bị chìm. Hải cảnh Trung Quốc ngay lập tức giải cứu tàu đánh cá của Việt Nam. Tất cả 8 ngư dân của Việt Nam trên tàu đã được cứu lên mà không có ai thương vong. Sau khi tiến hành thủ tục điều tra và thu thập chứng cứ cần thiết, hải cảnh của Trung Quốc đã cho 8 ngư dân hồi hương. Bà Hoa Xuân Ánh còn ngông cuồng nói thêm về hoạt động đánh cá của phía ngư dân Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa như sau. Trong thời gian gần đây, các tàu cá của Việt Nam thường xuyên xâm nhập vào lãnh hải và nội thủy của quần đảo Tây Sa ở phía Trung Quốc và đánh bắt cá, phớt lờ việc thực thi pháp luật của phía Trung Quốc và thậm chí có những hành động nguy hiểm để chống lại việc thực thi pháp luật của Trung Quốc. Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng và không hài lòng mạnh mẽ với Việt Nam về vấn đề này và yêu cầu phía Việt Nam giáo dục và kiểm soát
hiệu quả các tàu cá và ngư dân của mình không xâm phạm đánh bắt cá ở khu vực biển có liên quan đến quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, càng không được có hành động nguy hiểm chống đối với lực lượng pháp luật của Trung Quốc. Đồng thời, cùng với thời điểm trên, người phát ngôn của Cục Hải cảnh Trung Quốc ngày 3 tháng 4 cũng đăng trên trang mạng Trung Quốc Hải cảnh với lập luận bóp méo tương tự. Sáng sớm ngày 2 tháng 4, tàu cá của Việt Nam QNG 90617TS đã xâm phạm trái phép vào vùng biển thuộc quần đảo Tây Sa của Trung Quốc để đánh bắt cá. Tàu hải cảnh 4031 của Trung Quốc đã tiến hành cảnh báo xua đuổi. Tàu cá của Việt Nam đã từ chối rời đi và đã có những hành động nguy hiểm nhiều lần rồi bị chìm sau khi đâm vào tàu hải cảnh 4301. Hải cảnh Trung Quốc còn tuyên bố các thuyền viên trên tàu cá của Việt Nam đã thú nhận xâm nhập trái phép vào vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc và thực hiện các di chuyển nguy hiểm. Người phát ngôn cảnh báo hải cảnh của Trung Quốc đã sẽ tăng cường hơn nữa sự kiểm soát và điều tra, trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp theo quy định của luật pháp Trung Quốc. Rõ ràng là trình độ đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người của phía Trung Cộng đã đạt được hạng thượng thừa. Ngư dân Việt Nam đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam chủ quyền được quốc tế công nhận. Vậy mà Trung Quốc ngang nhiên đưa hải cảnh đến tấn công, còn ngang ngược tuyên bố là quần đảo của Trung Quốc. Đó chưa kể phía Trung Quốc lợi dụng các nước đang căng mình đối phó với dịch bệnh virus do chính họ gây ra, phải huy động toàn lực lượng và đem quân tăng cường ở Biển Đông, hòng muốn thôn tính nhanh gọn khu vực này. Hành động này nhiều lần bị phía Việt Nam bóc trần và chỉ trích mạnh mẽ, nhưng bản chất của kẻ cướp thì đâu vẫn hoàn đấy. Trước đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của phía Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, đi ngược lại với nhận thức chung của lãnh đạo cao cấp hai nước, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác ở Biển Đông. Trong khi đó, Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau khi đâm tàu chìm tàu Trung Quốc đã vớt 8 ngư dân đưa về đảo Phú Lâm. Khi nhận tin báo tàu bị đâm chìm, 3 tàu khác của ngư dân Việt Nam đã cùng đến ứng cứu, nhưng phía Trung Quốc truy đuổi. 2 tàu bị tàu Trung Quốc bắt lai dắt vào đảo Phú Lâm. Đến 18 giờ ngày 2 tháng 4, Trung Quốc thả 2 tàu cá và 8 ngư dân. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng chỉ cho biết là ngày 3 tháng 4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa công hàm phản đối. Tuy nhiên, sau đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản hồi và tố ngược lại về phía tàu của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền và đã đâm tàu hải cảnh của Trung Quốc. Chính quyền Berlin đang cố gắng làm sáng tỏ vụ 200.000 khẩu trang bị biến mất tại Bangkok. 200.000 khẩu trang lẽ ra phải được chuyển đến Berlin từ châu Á, nhưng số hàng này không bao giờ đến. Bây giờ, chính quyền Berlin đang cố gắng hết sức để làm rõ chính xác những gì đã xảy ra với số khẩu trang này. Chúng tôi đang trong công việc làm rõ chi tiết, phát ngôn viên của nội vụ bang Berlin, ông Martin Pauen, cho biết vào thứ Bảy hôm ngày 4 tháng 4, hiện tại không có thông tin chính xác về những gì đã xảy ra tại sân bay ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Bộ trưởng Nội vụ Andrit Gaisel thuộc đảng SPD hôm thứ Sáu đã tuyên bố rằng những khẩu trang dành cho cảnh sát Berlin để bảo vệ chống lại virus Vũ Hán đã bị thu tại thủ đô Bangkok dưới sự tích cực thúc đẩy của Mỹ. Ông nói về một hành vi cướp bóc hiện đại và các phương pháp cáo bôi. Trang thông tin t-online.de đã trích dẫn một quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng các cáo buộc từ Berlin là hoàn toàn sai, và Nhà Trắng nói rằng Hoa Kỳ đã không tịch thu mặt nạ sẽ được chuyển đến một quốc gia nào khác. Khẩu trang được đặt hàng qua một nhà môi giới Đức. Ông Pauen giải thích rằng cảnh sát đã đặt hàng tại một nhà buôn bán chuyên môn Đức và trả tiền 400.000 khẩu trang loại FFP2. Như vậy, ông đã cải chính thông tin hôm qua từ Bộ Nội vụ Berlin để đề cập đến một đơn đặt hàng tại một nhà máy sản xuất của Mỹ. Truyền thông Berlin đã suy đoán rằng khẩu trang đã được đặt hàng tại công ty 3M của Mỹ. Công ty này sản xuất
chúng trong một nhà máy ở Trung Quốc, nhưng công ty 3M cũng đã bác bỏ lời nói của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bang Berlin hồi thứ Sáu hôm qua. Chúng tôi không biết gì về đơn đặt hàng của cảnh sát Berlin đối với khẩu trang 3M đến từ Trung Quốc. Một phát ngôn viên nói công ty 3M không có bằng chứng nào cho thấy các sản phẩm của 3M đã bị tịch thu và 3M cũng không có hồ sơ đặt mua khẩu trang sản xuất ở Trung Quốc cho cảnh sát Berlin. 200.000 khẩu trang có vấn đề là lô đầu tiên của đơn đặt hàng, phát ngôn viên cho biết. Chính quyền Berlin tìm cách lần ra chuỗi cung ứng. Theo người phát ngôn lời nói rằng số hàng khẩu trang đã bị tịch thu ở thủ đô Bangkok đã dựa trên thông tin của nhà buôn bán chuyên môn Đức. Doanh nghiệp này cũng cho biết chiếc máy bay với số hàng khẩu trang dùng cho Berlin đã rời Bangkok bay đi hướng phía Mỹ. Với nhà buôn bán chuyên môn và cảnh sát Berlin, chính quyền Berlin hiện đang cố gắng tìm hiểu chuỗi cung ứng chính xác. Hiện vẫn chưa rõ số khẩu trang được sản xuất ở đâu và của nhà sản xuất nào. Theo thông tin của đài ABB, cảnh sát Berlin vẫn đang chờ đợi lô hàng thứ hai của đặt hàng. Hiện nay, khẩu trang là một mặt hàng khan hiếm trên toàn thế giới trong cuộc khủng hoảng chống virus Vũ Hán. Tình báo Mỹ nghi ngờ số liệu về virus Vũ Hán của Trung Quốc. Trong nhiều tuần qua, các quan chức tình báo Mỹ đã nói với Nhà Trắng rằng Trung Quốc báo cáo thấp hơn thực tế sự lây lan của virus Vũ Hán và thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Theo ý kiến của viên chức tình báo Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm, ngay từ tháng 2 năm 2020, Cục Tình báo Trung Quốc Mỹ CIA đã thường xuyên cảnh báo Nhà Trắng là Trung Quốc đã báo cáo thấp hơn thực tế về tình hình lây nhiễm virus Vũ Hán, và khi lập mô hình dự báo chống virus ấy, Mỹ đã không thể dựa vào số liệu của Trung Quốc. Các tin tức tình báo mấy tuần qua, ít nhất là một phần tin tức đó dựa trên nguồn tin do nhân viên của CIA tại Trung Quốc cung cấp, đã phát huy tác dụng quan trọng trong cuộc đàm phán qua điện thoại hôm thứ Năm ngày 26 tháng 3 giữa Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình. Sau cuộc đàm phán đó, Trung Quốc và Mỹ đã giảm bớt phê phán lẫn nhau. Trong tình trạng còn chưa xác định được một số vấn đề cơ bản về virus, tốc độ truyền nhiễm của nó, việc có được số liệu chính xác hơn về tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ chết do virus Vũ Hán ở Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với tình hình sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu. Theo phát biểu của CIA, của các quan chức Nhà Trắng, những số liệu thống kê đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan chức Mỹ trong việc đánh giá ảnh hưởng của virus Vũ Hán tại nước Mỹ và mấy tháng tới, cũng như hiệu quả của các biện pháp phòng dịch như biện pháp bảo đảm giữ khoảng cách giao tiếp giữa mọi người với nhau. Việt Nam gọi đó là cách ly xã hội. Cho tới nay, Nhà Trắng và giới tình báo Mỹ đều thất vọng vì họ đã chưa để có được một số liệu chính xác hơn qua việc cố gắng tự thu lượm thông tin của mình. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận rằng bản thân chính phủ Trung Quốc cũng chẳng biết phạm vi lây nhiễm của con virus đó ra sao và họ cũng mù tịt như phần còn lại của thế giới. Các nhân viên tình báo của Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm đều nói tới quan chức trung cấp nơi mà virus Vũ Hán xuất hiện sớm nhất ở Vũ Hán, cũng như các địa phương khác thường xuyên nói dối về con số tỷ lệ nhiễm bệnh, số ca xét nghiệm và số người tử vong. Họ sợ rằng nếu như con số báo cáo quá lớn thì họ sẽ bị trừng phạt, bị mất chức hoặc chịu hậu quả tồi tệ hơn. Báo cáo láo là tình trạng kinh niên tồn tại trong bất cứ chính quyền nào, nhưng tình trạng đó tại Trung Quốc đã trở nên tồi tệ hơn bởi ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tập Cận Bình đứng đầu trong mấy năm nay đã tỏ ra chuyên chế và độc đoán hơn trước. Ngoài áp lực từ chính phủ, còn do kiểm tra sót tiêu chuẩn thống kê không thống nhất do tình trạng tồn tại những bệnh nhân có các triệu chứng mắc bệnh. Vì thế, bất cứ nơi nào đều có thể không có được báo cáo hoàn chỉnh về tình trạng dịch bệnh. Nhân tố đó có thể dẫn đến hậu quả là ca số nhiễm bệnh bị bỏ sót chiếm đến 1/4 tổng số ca lây nhiễm. Iran tỏ ra thiếu minh bạch trong phòng chống dịch bệnh. Italia đã có 13.000 người chết, đứng đầu của thế giới, nhưng chưa tính số người chết ngoài bệnh viện. Còn công tác xét nghiệm ở Mỹ chậm hơn so với các nước khác. Nhưng từ tháng 1 trở đi, các quan chức Nhà Trắng bắt đầu có thái độ nghi ngờ về số liệu thống kê của Trung Quốc và họ yêu cầu CIA cùng với các cơ quan tình báo khác ưu tiên thu lượm tin tức về Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg News đưa tin đầu tiên về đánh giá của CIA rằng
Trung Quốc đã không thông báo thấp hơn thực tế số lây nhiễm và tử vong. Các quan chức Mỹ không để ý nhiều tới tiết lộ về một báo cáo tình báo gửi Nhà Trắng tuần trước, nói rằng mấy tuần nay CIA đã liên tục nhắc các quan chức Nhà Trắng chớ nên tin vào các số liệu Bắc Kinh đã báo cáo cho WHO. Đánh giá của tình báo Mỹ về việc Trung Quốc báo cáo thấp hơn thực tế đã có từ trước, và khi truyền thông của Trung Quốc mới đây đưa tin về số người chết ở Vũ Hán có thể vượt qua 5.000 người, tức gấp đôi con số chính thức nước này đưa ra. Các sĩ quan tình báo cho biết họ còn chưa xác minh các tin tức do truyền thông đăng tải, và trong báo cáo cũng không có đề cập tới các bản tin đó. Các quan chức Mỹ nói rằng từ ngày bùng phát nạn dịch bệnh, dù có nguồn tin riêng, nhiều cơ quan tình báo đã cảnh báo Nhà Trắng rằng những thông tin họ lấy được từ các nguồn tin của mình không khác nhiều so với tin tức của giới nhà báo. Những người luôn tích cực đưa tin về dịch bệnh ở Trung Quốc và về chuyện chính phủ nước này cố gắng ngăn chặn việc đưa tin về sự lây lan của dịch bệnh. Trung Quốc cho rằng số ca nhiễm bệnh mấy tuần nay giảm dần là do họ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, kể cả biện pháp phong tỏa gần 60 triệu dân. Thế nhưng nhiều người ở bên ngoài chính quyền Trung Quốc lại lo ngại rằng những số liệu đó hoàn toàn không chính xác. Ví dụ như Trung Quốc không báo cáo số lượng ca nhiễm không có triệu chứng mà họ nắm được. Trung Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ cho biết có tới 25% số người nhiễm virus Vũ Hán có thể không có dấu hiệu mắc bệnh. Trong buổi họp báo hôm thứ Tư ngày 25 tháng 3, khi được hỏi về số liệu Trung Quốc, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien nói nước Mỹ không có khả năng xác minh số liệu đó, không thừa nhận bất cứ báo cáo tình báo bí mật nào. Nhưng ông cho biết có những báo cáo công khai đặt vấn đề nghi vấn về các số liệu này. Chẳng có cách gì xác nhận bất kỳ số liệu nào trong một mớ tài liệu đó, O'Brien nói. Có rất nhiều tin tức công khai cho rằng phải chăng số liệu ấy là quá thấp. Các quan chức cũng nói không ai bất ngờ trước Trung Quốc báo cáo thấp hơn thực tế về tình hình dịch bệnh nước mình, và số liệu thống kê chính thức của nước này thường được làm giả. Mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã lên cao sau khi virus Vũ Hán lây lan đến nước Mỹ và làm cho nhiều ngành kinh tế của Mỹ phải ngừng hoạt động để ngăn chặn sự lây lan của con virus này. Quan chức ngoại giao của Trung Quốc đã phát tán những tin tức giả, kể cả tin tức bịa đặt chuyện virus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm của quân đội Mỹ, cùng các thuyết âm mưu khác. Ông Trung đáp trả bằng cách gọi virus Vũ Hán là virus của Trung Quốc, còn ngoại trưởng của Mỹ là Mike Pompeo đã làm khối G7 không thể thông qua được một thông cáo chung vì khăng khăng muốn gọi đích danh virus này là virus Trung Quốc. Nhưng sau cuộc trao đổi điện thoại giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump tuần trước đã xuất hiện một tình trạng hòa hoãn mong manh. Tuy truyền thông Trung Quốc tiếp tục truyền bá các thuyết âm mưu, nhưng lời lẽ của các nhà ngoại giao nổi tiếng nhất của Trung Quốc đã dịu lại. Ngôn ngữ của Tổng thống Donald Trump cũng bớt khắc nghiệt hơn khi được hỏi về tin báo nói Trung Quốc thông báo sai về mức độ thiệt hại và dịch bệnh ra. Trump cho biết ông có thể sẽ bàn về đề tài này với ông Tập Cận Bình. So với những gì chúng ta đã thấy và đã được đưa tin, các số liệu dường như nhẹ hơn trên thực tế chút ít. Tôi nói thế là đã tử tế rồi đấy, nhưng chúng tôi cũng đã cùng với ông ấy bàn về các vấn đề này, ông Trung nói. Chúng tôi chưa nói nhiều về các số liệu, chủ yếu là nói họ đã làm gì và làm thế nào. Nhưng tiếp đó thì Tổng thống Donald Trump tiếp nhắc tới hiệp định thương mại của ông và chuyện Trung Quốc chi trả cho việc nhập khẩu nông sản Mỹ, và ông hạ giọng khi nói về những lời phê bình. Còn về việc liệu về những số liệu thống kê mà họ của họ chính xác hay không, ông nói tôi đâu phải là nhân viên kế toán đến từ Trung Quốc. Dịch virus Vũ Hán ngày 6 tháng 4, Thủ tướng Anh nhập viện, Pháp, Ý, Tây Ban Nha giảm số ca nhiễm tử vong. Theo báo The Guardian, Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối cùng đã phải nhập viện vào tối ngày 5 tháng 4 để kiểm tra theo lời khuyên của bác sĩ sau khi tự cách ly và điều trị tại nhà trong vòng 10 ngày. Số ca bệnh virus Vũ Hán ở Pháp, Ý, Tây Ban Nha tiếp tục giảm. Bản tin cập nhật lúc 7 giờ 45 phút ngày 6 tháng 4 giờ Việt Nam, Mỹ có thêm 1.200 ca tử vong. Theo dữ liệu cập nhật của trường đại học Johns Hopkins,
Số ca tử vong vì bệnh virus Vũ Hán trong 24 giờ qua tại Mỹ là 1.200 trường hợp, đưa tổng số ca tử vong của cả nước Mỹ lên con số 9.616 ca, con số tính đến 8 giờ 6 tháng 4 giờ Việt Nam. Tại Trung Quốc, cơ quan y tế ghi nhận 39 nhiễm ca virus Vũ Hán mới tại đại lục và 1 ca tử vong tại tỉnh Hồ Bắc. Tính đến hết ngày 5 tháng 4, số ca nhiễm mới có tăng nhưng số ca tử vong lại giảm so với ngày trước đó. Toàn tỉnh Hồ Bắc không có ca nhiễm mới nào trong ngày qua. Trong số các ca nhiễm mới có 38 ca từ nước ngoài trở về, theo Reuters. Đến nay, tổng số trường hợp tử vong do virus Vũ Hán ở Trung Quốc là 3.331. Tổng số ca nhiễm virus ở nước này là 81.708. Thủ tướng Anh nhập viện để khám bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Vũ Hán. Ông Boris Johnson đã có các triệu chứng nhiễm virus Vũ Hán chủng mới kéo dài. Người phát ngôn của văn phòng thủ tướng cho biết đây là một trong những hành động thận trọng và cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của dịch vụ y tế quốc gia Anh vì những nỗ lực của họ. Vị này cũng kêu gọi người dân tiếp tục tuân theo các hướng dẫn và yêu cầu của chính phủ, trong đó có việc ở nhà để hỗ trợ đội ngũ y tế cứu những người nhiễm bệnh có nguy cơ cao. Dù nhập viện, ông Johnson vẫn làm việc và liên lạc với các bộ trưởng và các quan chức của chính phủ. Cũng ở Anh, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã có bài phát biểu thứ 5 trong suốt 68 năm trị vì Vương quốc Anh đối tới với người dân Anh. Nữ hoàng tin tưởng Vương quốc Anh sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch virus Vũ Hán do chủng mới SARS-CoV-2 gây ra, cho dù có thể có nhiều cam go. Bà nói rằng Anh sẽ vượt qua đại dịch virus Vũ Hán nếu như tiếp tục quyết tâm thực hiện phong tỏa và cách ly như tinh thần mà đất nước này đã đi qua cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Pháp giảm hơn 80 số ca tử vong. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp, ngày 5 tháng 4, số ca tử vong vì virus Vũ Hán là đã tăng tại bệnh viện, thấp hơn số 441 người so với ngày trước. Tổng số người chết do virus Vũ Hán tại bệnh viện Pháp là 5.889. Ngoài ra còn có 2.189 người chết ở các nhà dưỡng lão. Kể cả từ ngày 1 tháng 3, tổng số người chết vì dịch bệnh virus Vũ Hán ở Pháp là 8.078 người. Trong ngày 5 tháng 4, Pháp có thêm 748 ca nhiễm virus corona mới nhập viện. Tổng số ca nhiễm virus ở Pháp là 92.839 trường hợp. Tây Ban Nha tiếp tục giảm số ca tử vong. Tây Ban Nha, nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất về dịch bệnh, có 674 người chết vì virus Vũ Hán trong ngày 5 tháng 4. Đây là con số giảm so với 3 ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm virus ở Tây Ban Nha là 130.759 và tổng số trường hợp tử vong là 12.418 người. Ý có số ca tử vong thấp nhất trong 2 tuần qua. Ý ghi nhận số ca tử vong vì dịch bệnh virus Vũ Hán thấp nhất trong vòng hơn 2 tuần qua và số người được chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong 2 ngày liên tiếp. Hiện số ca bệnh nặng ở các bệnh viện là 525 người. Trong ngày 5 tháng 4, có 525 người tử vong vì virus 19. Ngày thứ 3 liên tiếp, số ca nhiễm virus mới giảm xuống 4.316 trường hợp. Tổng số ca nhiễm virus của Ý là 128.948 trường hợp và tổng số ca tử vong của Ý là 15.887 người. Mỹ dự trữ khoảng 29 triệu liều hydroxychloroquine để trị virus Vũ Hán. Theo thông tin trên Twitter của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà Trắng và nhóm chuyên trách về tình hình dịch bệnh virus Vũ Hán đang họp về tình hình virus Vũ Hán. Đây là một cuộc họp thường xuyên từ khi dịch bệnh diễn ra. Tại cuộc họp này, ông Trump cho biết Mỹ đã dự trữ khoảng 29 triệu liều hydroxychloroquine, thuốc trị sốt rét, để điều trị cho bệnh nhân bị bệnh virus Vũ Hán. Ông tiếp tục ca ngợi loại thuốc này và khẳng định nó hiệu quả. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ giảm cấp độ của cuộc khủng hoảng do dịch bệnh gây ra ở một số điểm nóng trong nước. Ở bang New York, đến nay là tâm dịch của toàn nước Mỹ, nhưng ngày 5 tháng 4 và cũng là lần đầu tiên trong vòng một tuần qua, số ca tử vong vì dịch bệnh virus Vũ Hán đã giảm nhẹ so với ngày trước đó. Dù vậy, bang này vẫn có 600 người chết và hơn 7.300 ca nhiễm mới. Theo ông Trump, đây là một dấu hiệu tốt và cam kết chính quyền liên bang sẽ cung cấp 600.000 khẩu trang N95 cho New York trong ngày 6 tháng 4.
Mặc dù có tín hiệu tốt lành ở New York, số ca bệnh và ca tử vong ở New Jersey lại tăng lên. Mỹ có 331.115 người nhiễm và hơn 9.420 người chết. Cho đến nay, nước này đã xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm cho 1,67 triệu người. Trong vòng 24 giờ tính từ 6 giờ sáng ngày 6 tháng 4, nước Mỹ có 1.032 người thiệt mạng vì virus gây bệnh Vũ Hán và ghi nhận thêm 20.162 ca bệnh mới. Theo website chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 6 giờ sáng ngày 6 tháng 4, toàn thế giới có 1.258.198 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 68.310 ca tử vong. Trên 259.600 bệnh nhân đã bình phục và 45.424 trường hợp đang nguy kịch. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước Nam Mỹ dự báo tình hình xấu đi. Bộ Y tế Panama hôm 5 tháng 4 ghi nhận có 187 ca nhiễm virus corona trong nước, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.988 trường hợp. Số ca tử vong mới là 8, tổng cộng có 54 trường hợp tử vong vì virus Vũ Hán ở nước này. Bộ Y tế Brazil cảnh báo thủ đô Brasília và bang Quina, Amazonas và Rio de Janeiro và Sao Paulo có thể chuyển từ giai đoạn lây nhiễm cộng đồng sang giai đoạn bùng phát dịch bệnh mất kiểm soát vì những vùng này đang có tỷ lệ lây nhiễm cao hơn cả. Trong ngày 5 tháng 4, Brazil có 1.166 ca nhiễm virus Vũ Hán mới và 41 ca tử vong. Brazil đã ghi nhận tổng cộng 11.130 ca dương tính với virus Vũ Hán chủng mới, 486 trường hợp tử vong. Theo hãng tin Reuters, Bộ Y tế Mexico dự báo số ca mắc bệnh và tử vong do virus Vũ Hán là tiếp tục tăng lên trong những ngày tiếp theo và đỉnh tại Mexico sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tới. Và tới nay, Mexico đã xác nhận có 2.143 ca nhiễm virus Vũ Hán và 94 trường hợp tử vong. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.